Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 13 tháng 8 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thực hiện chương trình lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch chức danh Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, sáng nay, đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn và đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Trí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi được đón tiếp các học viên của lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch chức danh Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã đến học tập, nghiên cứu thực tế tại tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí giới thiệu khái quát tới đoàn về công tác xây dựng Đảng, những điểm nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua, một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội 18 của Đảng bộ tỉnh. Thay mặt cho đoàn công tác, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã giới thiệu khái quát kết quả nổi bật trong công tác phát triển kinh tế xã hội của tỉnh từ khi tái lập đến nay. Trong đó, trọng tâm là những bước đột phá của tỉnh trong công tác cải cách thủ tục hành chính, thu ngân sách và thu hút đầu tư, kinh nghiệm trong việc đưa ra các chủ trương định hướng đúng đắn trong xây dựng và triển khai các nghị quyết. Tại buổi làm việc, các đại biểu hai tỉnh đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan đến kinh nghiệm trong xây dựng và triển khai nghị quyết về mức chi hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng cơ chế chính sách phát triển du lịch văn hóa gắn với nâng cao đời sống người dân, giải pháp trong tháo gỡ điểm nghẽn về đền bù giải phóng mặt bằng, chiến lược trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, tư duy trong mở rộng vùng không gian phát triển của Vĩnh Phúc, công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan bày tỏ sự ấn tượng đối với những kết quả mà tỉnh Khánh Hòa đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng thời gian qua. Trong đó, đặc biệt là những kinh nghiệm, cách làm hay của Khánh Hòa trong phát triển du lịch, nâng cao đời sống của người dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tin tưởng rằng với những kết quả, cách làm hay của tỉnh Khánh Hòa trong phát triển kinh tế xã hội sẽ là những kinh nghiệm thực tế hết sức quý báu đối với các học viên lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch chức danh Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc. Từ đó có thể áp dụng thực tế tại cơ quan, địa phương mình đang công tác. Nhân dịp này, tỉnh Vĩnh Phúc trao hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Khánh Hòa xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan rất ấn tượng về những bước phát triển mạnh mẽ của Ninh Thuận trong những năm vừa qua, nhất là trong các lĩnh vực phát triển du lịch, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan mong muốn thông qua buổi làm việc, hai tỉnh sẽ trao đổi chia sẻ những thông tin bổ ích, những cách làm sáng tạo trong phát triển du lịch, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng xanh. Cũng tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã thông tin khái quát đến đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội, những thế mạnh trong phát triển các lĩnh vực trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận như phát triển năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến và nông nghiệp công nghệ cao. Các đại biểu của hai tỉnh đã cùng trao đổi kinh nghiệm thực tế trong phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ trong các ngành công nghiệp của mỗi địa phương, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý và sản xuất, các giải pháp để phát triển du lịch, nhất là du lịch chất lượng cao. Nhân dịp này, tỉnh Vĩnh Phúc đã hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc những tháng đầu năm 2023 cũng bị tác động suy giảm, tốc độ tăng trưởng GDP âm trong quý 1. Tuy nhiên, với sự vào cuộc kịp thời và nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, lãnh đạo các cấp,
tăng trưởng GDP quý 2 năm 2023 của Vĩnh Phúc đã có dấu hiệu phục hồi tích cực, góp phần đưa mức tăng kinh tế 6 tháng đầu năm của địa phương trở lại đà tăng trưởng dương, khởi đầu cho đà phục hồi tích cực trong nửa cuối năm 2023. Từ mức tăng trưởng âm 0,5% trong quý 1, Vĩnh Phúc đã bứt phá ngoạn mục và có sự tăng trưởng dương ngay trong quý 2 năm 2023 với mức tăng 3,76%. Đưa tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm của tỉnh Vĩnh Phúc tăng 1,69%. Vĩnh Phúc cũng là tỉnh duy nhất trong nhóm 5 địa phương có tăng trưởng âm trong quý 1 năm 2023, đã đạt tăng trưởng dương trở lại vào quý 2 năm 2023. Để đạt được kết quả này, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc của người dân, doanh nghiệp. Tỉnh đã tổ chức hàng loạt các hội nghị giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách, đảm bảo cung ứng điện, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đảm bảo các chuỗi cung ứng. Riêng trong tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức 15 cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các dự án đang đầu tư và tổ chức hàng chục cuộc làm việc tháo gỡ vướng mắc trong cung ứng điện. Khó khăn của chúng tôi đều được tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo giải quyết rất kịp thời, nhất là khó khăn về điện đã giúp doanh nghiệp chúng tôi ổn định sản xuất và có mức tăng trưởng cao. Các sở ban ngành luôn lắng nghe những cái nguyện vọng, tâm tư cũng như sự phát triển sản phẩm của chúng tôi cùng với doanh nghiệp để hướng dẫn, để cho doanh nghiệp có thể đáp ứng được cái tiến độ pháp lý cũng như là khớp được với cái tiến độ bán hàng mà doanh nghiệp đã đề ra. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2023, những tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục tập trung mọi nguồn lực nhằm tháo gỡ khó khăn để phục hồi và phát triển đồng bộ, kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh cho người dân. Trọng tâm là tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách tiền tệ, tài khóa trên địa bàn, tăng cường công tác dự báo, tham mưu thực hiện các kịch bản phát triển kinh tế xã hội, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2023, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, tăng cường rà soát các thủ tục hành chính, phấn đấu giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính so với quy định, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức và công dân, tập trung tháo gỡ khó khăn trong từng ngành, lĩnh vực và quyết liệt triển khai các nhiệm vụ cấp bách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Để chúng ta nhận diện được những khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các cái người đứng đầu, các cơ quan đơn vị, song hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải phóng nguồn lực để cho các cái doanh nghiệp lấy lại đà sản xuất, mở rộng sản xuất, đóng góp chung vào các cái tăng trưởng của nền kinh tế. Thứ hai là cũng công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ cho phát triển kinh tế đóng một vai trò hết sức quan trọng. Thì chúng ta cần phải quyết liệt để triển khai, tạo thuận lợi cho các dự án được triển khai một cách nhanh nhất, kể cả dự án đầu tư công, kể cả dự án đầu tư trực tiếp từ nguồn xã hội để giải phóng được nguồn lực đóng góp cho sự tăng trưởng. Với sự đồng hành vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành, các địa phương, cùng sự nỗ lực quyết tâm cao của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, Vĩnh Phúc phấn đấu hoàn thành các kế hoạch, mục tiêu tăng trưởng trong năm 2023, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành mục tiêu cho nửa nhiệm kỳ còn lại trong thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động rà soát toàn bộ các trường hợp đủ điều kiện, đảm bảo công khai minh bạch đúng đối tượng thụ hưởng là những biện pháp đang được huyện Vĩnh Tường chỉ đạo chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai giải ngân nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ tại 4 làng triển khai xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu theo nghị quyết số 06/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Giữa lúc chưa biết xoay sở đâu ra nguồn vốn để mở rộng sản xuất, phát triển thị trường thì anh Ngọc, chủ cơ sở cơ khí Đức Ngọc ở thôn Đông, xã Phú Đa, được chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Tường giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi 200 triệu đồng theo nghị quyết 06 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Rất là may là chúng tôi được tiếp cận cái nguồn vốn là ưu đãi của Ngân hàng Chính sách tạo điều kiện cho chúng tôi là vay được cái nguồn vốn là không phải thế chấp, mà hiện nay như các cơ sở chúng tôi thì để tiếp cận được những cái nguồn vốn từ các cái cá nhân hoặc tổ chức mà cho vay mà không phải thế chấp như thế này là rất là khó khăn. Đấy.
Với cái số tiền mà 200 triệu tôi được vay thì tôi sẽ dùng để mở rộng kinh doanh và sản xuất. Cầm trong tay 200 triệu đồng từ nguồn vốn giải ngân của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, chị Nguyễn Thị Phương Thúy, thôn Đông, xã Phú Đa, không thể tin được đây là sự thật. Bởi bình thường, để vay được vốn, người dân phải có tài sản thế chấp tại các ngân hàng thương mại, lãi suất thì cao, thời gian vay ngắn, nên cơ hội quay vòng nguồn vốn là rất khó khăn. Hôm nay tôi rất là vui mừng được nhận 200 triệu từ Ngân hàng Chính sách huyện tỉnh cho vay làng văn hóa kiểu mẫu của thôn Đông. Tôi nhận được số tiền này tôi rất là vui mừng và tôi xin cảm ơn tỉnh huyện đã tạo điều kiện giúp đỡ cho dân. Tôi sẽ xin hứa là sử dụng số tiền này đúng mục đích. Tôi sẽ mua hàng hóa để xây dựng cửa hàng ngày càng phát triển hơn. Tôi xin cảm ơn ạ. Để người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi được nhanh chóng, kịp thời, huyện Vĩnh Tường đã chỉ đạo chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền 4 địa phương triển khai xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu gồm thôn Duy Bình, xã Vĩnh Ninh, thôn Đông, xã Phú Đa, thôn Hệ, xã Vĩnh Thịnh và thôn Bàn Mạch, xã Lý Nhân, ra soát đúng đối tượng thụ hưởng để giải ngân cho người dân vay phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương. Và chúng tôi cũng yêu cầu là đối với các xã là phải quan tâm hơn nữa, thường xuyên kiểm tra, ra soát các đối tượng cho nó khách quan, cho nó công bằng, cho nó minh bạch, và hai nữa là các hộ vay đều vui vẻ và đều sử dụng nguồn vốn có hiệu quả. Còn đối với các hộ thì chúng tôi cũng yêu cầu là sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, và hai nữa là khai thác tối đa những cái tiềm năng lợi thế của địa phương để từ đó là làm sao phát triển kinh tế của hộ gia đình để xây dựng quê hương tốt hơn. Với sự quan tâm chính sách của tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của nhân dân, thì việc triển khai xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu ở các địa phương được lựa chọn trong năm 2023 sẽ thành công để làng quê là nơi đáng sống. Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo là địa phương có hơn 87,5% dân số là người dân tộc Sán Diều. Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đồng bào dân tộc Sán Diều, từ năm 2022, xã đã thành lập câu lạc bộ dân ca Sọng Cô, xã Đạo Trù, với trên 60 thành viên. Câu lạc bộ có 4 nghệ nhân ưu tú. Các nghệ nhân rất tích cực truyền dạy lại cho thế hệ sau những làn điệu, câu hát mang đậm bản sắc dân tộc. Với xu thế hội nhập và sự phát triển nhanh của kinh tế xã hội, một số nét văn hóa có nguy cơ bị mai một, lãng quên. Nhiều thôn xóm, số người biết nói tiếng dân tộc ngày càng ít đi. Lớp trẻ và các cháu nhỏ hầu hết không biết nói tiếng dân tộc Sán Diều. Hiện nay, tiếng Sán Diều không có chữ viết phông, chưa thống nhất được bộ chữ, thường dạy bằng cách truyền miệng. Trước nguy cơ đó, câu lạc bộ dân ca Sọng Cô xã Đào Trù đã tổ chức lớp truyền dạy văn hóa dân tộc Sán Diều cho các em học sinh. Đây là việc làm quan trọng, cần thiết để bảo tồn tiếng nói, chữ viết và những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Sán Diều. Tham gia lớp học có 40 em là học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã. Để đảm bảo lớp truyền dạy đạt kết quả tốt, các thành viên câu lạc bộ dân ca Sọng Cô xã Đào Trù đã phân công từng thành viên tổ chức truyền dạy về tiếng nói thông qua các câu giao tiếp, ứng xử hàng ngày, các con số, đồ vật gần gũi trong cuộc sống, các bài hát dân ca Sọng Cô. Dân ca Sọng Cô thì là chúng tôi là sẽ truyền dạy không những là các cháu. Ban đầu chưa truyền dạy ngay là cái dân ca Sọng Cô, ban đầu chúng tôi là truyền dạy là cái tiếng nói và dùng những tiếng nói là dễ nhất, gần gũi nhất với cuộc sống hàng ngày. Xong mới dạy từ một âm từ lên vài âm từ. Khi các con các cháu đã hiểu được rồi thì mới cho dạy dân ca. Dạy dân ca thì cũng phải dạy theo từng đợt tuổi, mà dạy những bài hát là đúng với học sinh, không dạy những bài hát là giao duyên giao tình. Đồng thời là ngoài ra là các cháu thì còn dạy là hội viên là trẻ tuổi, là người chưa biết hát, để cũng được kết hợp dạy cả các cháu với cả hội viên trẻ tuổi. Thông qua lớp học, các em học sinh có thể sử dụng tiếng Sán Diều để giao tiếp thông thường, hiểu biết hơn về văn hóa, phong tục, tập quán của dân tộc mình, góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc. Con muốn rằng mình sẽ hát thật hay và chăm chỉ học hát để có thể bảo tồn, giữ gìn nét văn hóa đặc sắc của dân tộc. Ngoài việc theo học tại các lớp truyền dạy tại nhóm lớp, các thành viên câu lạc bộ còn thực hiện tuyên truyền mỗi gia đình là một lớp học. Bố mẹ, ông bà dạy các con cháu tiếng dân tộc trong sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Dạy các cháu thường xuyên là tối thì ăn xong cơm thì bà cháu ngủ trên giường dạy nhau, luyện cho các cháu là nói tiếng dân tộc của mình. Thì nhưng mà các cháu không biết, mình lại phải giảng lại cho chúng nó nghe. Với những nét đặc sắc riêng, người Sán Diều đã và đang phát huy và bảo tồn được văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tới đông đảo các thế hệ trẻ và đồng bào dân tộc mình. Do đó, cần khuyến khích các thế hệ trẻ sinh hoạt câu lạc bộ, đồng thời sưu tầm, dàn dựng lồng ghép các nét văn hóa của đồng bào vào các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật để bảo tồn và phát huy giá trị của tiếng nói,
điệu hát sọ cô trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai, các địa phương trong tỉnh đã tăng cường các biện pháp quản lý và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Qua đó, từng bước giải quyết những tồn tại, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích, ghi nhận tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc. Đây là hiện trường cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm pháp luật về đất đai của hộ ông Nguyễn Xuân Tưởng và hộ ông Đường Vinh Thành ở thôn Đông Lỗ 2, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc. Hai hộ gia đình này đã tự ý xây dựng lán tôn, đổ bê tông, xây tường rào, đổ đất, làm chuồng trại trái phép trên đất nông nghiệp. Đây là những công trình xây dựng trái phép có quy mô lớn với diện tích hàng trăm mét vuông, số tiền đầu tư hàng trăm triệu đồng. Sau nhiều lần vận động, nhưng các hộ dân không tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm. Chính quyền địa phương đã kiên quyết thực hiện biện pháp cưỡng chế tháo dỡ, trả lại hiện trạng đất. Với những cái công trình mà người dân vi phạm mà bắt buộc phải tháo dỡ như thế này thì họ đầu tư rất là tốn kém, và đấy cũng là cái tốn kém của cải của nhân dân và đồng thời cũng là cái mất công mất sức của nhà nước. Thì chúng tôi cũng hy vọng là sẽ vận động nhân dân và cố gắng là nhân dân chúng ta sẽ thực hiện tốt các cái quy định để không có những vi phạm như thế này, mà mình thực hiện tốt để đỡ tốn kém cho nhà nước và đồng thời cũng đỡ tốn kém cho nhân dân. Đấy là điều mà chúng tôi mong muốn và rất hy vọng là nhân dân chúng ta sẽ thực hiện tốt cái điều này. Từ đầu năm đến nay, xã Trung Nguyên đã tiến hành nhiều đợt cưỡng chế bắt buộc, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả các công trình vi phạm đất đai với gần 30 trường hợp trên địa bàn. Trong đó có 8 trường hợp vi phạm phát sinh mới được chính quyền địa phương kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý. Đây là sự quyết liệt của xã Trung Nguyên nhằm lập lại trật tự kỷ cương và thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, cũng là biện pháp răn đe, tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của công dân trong lĩnh vực đất đai. Đối với tất cả các đối tượng trên địa bàn mà tự ý san lấp và sử dụng trái phép đất nông nghiệp, với quan điểm là sẽ thực hiện triệt để, sau khi thực hiện xong thì chúng tôi sẽ thông báo bàn giao cái diện tích đất này cho hộ gia đình cá nhân có thuộc cái diện quản lý đất đai là sử dụng đúng mục đích. Nếu như trong trường hợp mà các hộ tái vi phạm thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện để làm tốt cái việc là xử lý theo quy định pháp luật. Nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch số 54 của Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ thị 32 của tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn, cũng như thực hiện các chỉ tiêu của tỉnh giao, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, nhất là thực hiện cưỡng chế xử lý các trường hợp vi phạm đã được tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn cố tình không chấp hành để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn mua bán người diễn biến phức tạp và có tính chất nghiêm trọng với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Tuy nhiên, nhận thức của người dân về loại tội phạm, tệ nạn này còn khá mơ hồ, thiếu cảnh giác hoặc chưa có những kỹ năng xử lý trong nhiều tình huống. Để ngăn chặn tình trạng này, cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, thời gian qua, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã có nhiều giải pháp cụ thể nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn mua bán người. Xã Bổ Lý, huyện Tam Đảo là địa bàn có đa phần đồng bào dân tộc sinh sống. Nhận thức của người dân về tình trạng mua bán người còn mơ hồ. Trước đây, ở địa phương cũng đã xảy ra tình trạng các đối tượng dụ dỗ để thực hiện hành vi mua bán phụ nữ, trẻ em. Do đó, để hạn chế tình trạng người dân bị dụ dỗ, lôi kéo trở thành nạn nhân của mua bán người, thời gian qua, công tác tuyên truyền về pháp luật nói chung và tình trạng mua bán người nói riêng luôn được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Bây giờ trên không gian mạng, thế rồi trên các cái phương tiện thông tin đại chúng thì là rất nhiều các cái hình thức là lừa đảo. Cho nên là chúng tôi cũng tuyên truyền rất sâu. Chính vì vậy thì trong cái thời gian qua thì trên địa bàn xã cũng không chưa xảy ra là cái tình trạng này. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách thường xuyên, liên tục đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tệ nạn mua bán người. Không chỉ tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về nạn mua bán người, Hội Phụ nữ xã Bổ Lý cũng đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ chị em phụ nữ phát triển kinh tế, có công ăn việc làm ổn định, tránh tình trạng bị dụ dỗ. Đối với phụ nữ xã Bổ Lý chúng tôi, ngoài cái công tác phối hợp tuyên truyền với các ban ngành đoàn thể, thì chúng tôi còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tam Đảo để hỗ trợ các chị em hội viên phụ nữ, rồi bà con nhân dân vay vốn Ngân hàng Chính sách để phát triển kinh tế hộ gia đình. Ngoài ra, rồi chúng tôi cũng tạo điều kiện cho các chị em tham gia các công việc
như là đi làm công ty, rồi tham gia sản xuất ở địa phương. Thực tế cho thấy, thời gian qua, loại tội phạm mua bán người, nhất là mua bán phụ nữ, trẻ em, có chiều hướng phức tạp và thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường nhắm vào những phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế, ở khu vực vùng xa, vùng đồng bào dân tộc có trình độ nhận thức hạn chế, nhẹ dạ cả tin. Thanh niên đua đòi thích ăn chơi, lười lao động. Chúng thường tiếp cận làm quen, dụ dỗ, lừa gạt, hứa hẹn giúp đỡ đưa đi tìm việc nhẹ, lương cao, hoặc giả vờ yêu đương, hứa hẹn kết hôn để lừa gạt bán ra nước ngoài. Để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống mua bán người, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người. Chính quyền cũng như là đảng ủy cũng đã triển khai ở nhiều các hội nghị làm công tác tuyên truyền. Tại các hội nghị như là họp ban chấp hành đảng ủy, giao ban, ủy ban nhân xã và cái hội nghị tiếp xúc cử tri, buổi nghị họp dân, chúng tôi làm công tác tuyên truyền tới từng người dân, từng tổ chức chính trị xã hội và con em đi làm ăn xa, nâng cao cảnh giác, tránh để cái trường hợp là các đối tượng là lừa, là buôn bán phụ nữ cũng như là trẻ em sang biên giới. Chỉ khi ý thức cảnh giác của mỗi người dân được nâng lên, thì công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm mua bán người nói riêng mới thực sự đạt kết quả. Từ đó sẽ không còn những câu chuyện buồn của những nạn nhân trong các vụ việc mua bán người, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự địa phương. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.